Còn nghe bữa sau chắc sư phải giới hạn cái độ dài câu hỏi quá hả? Con nghe nhiều người nói không phải đi xuất gia lúc nào cũng tốt, bởi vì những người tài giỏi lại có đạo đức thì có thể làm lợi ích lớn lao cho xã hội. Nếu những người như vậy đi xuất gia thì xã hội sẽ mất đi nhân tài. Con không đồng tình với quan điểm này, nhưng con không biết làm thế nào để giải thích cho họ qua góc nhìn Phật pháp, vì kiến thức của con vẫn còn hạn chế. Đối với người đã có tâm đi xuất gia thì việc cầu đạo giải thoát vẫn quan trọng hơn rất nhiều so với việc làm lợi ích cho xã hội. Nhưng với những người xung quanh thì họ lại phản đối việc đó. Việc người đó xuất gia vì họ nghĩ rằng có tài thì nên nghĩ cho xã hội chứ không đi xuất gia, chỉ quanh quẩn trong chùa và như vậy uổng phí người tài. Kính mong sư cho con nghe quan điểm của sư và cách thế nào để giải thích cho họ về vấn đề này theo đúng chánh pháp. Cái vấn đề không phải nằm ở quý vị, mà vấn đề nằm ở những cái người kia. Khi mà những người đó mà không biết Phật pháp mà mình lôi chánh pháp ra mình nói thì làm sao họ hiểu? Sư đưa ra một cái ví dụ mà sư thường xài. Thì ai nghe pháp thừa của sư thì họ biết rất là rõ. Tức là gì? Một cái đứa con của một ông tỷ phú đó, khi sư nhắc là quý vị nhớ, ai nghe thường nghe là nhớ, thì cái nhiệm ông tỷ phú nói với đứa con là bây giờ con ráng con học đại học, con ráng học đại học cái ngành quản trị, rồi sau khi tốt nghiệp á, sau khi tốt nghiệp con nói cái nghề của cha. Cha có những cái tập đoàn, những cái tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ vô số những nước nghèo, vô số những người nghèo, giúp cho họ có cái sự đào tạo tốt nhất để cho họ tiến lên, giúp cho những cái nước nghèo đó thoát đi cái cảnh nghèo đói, giúp cho những cái vùng chiến tranh đó có được hòa bình đi. Nhưng mà đứa con á, thì nó nói là thưa cha ơi, làm sao con có thể yên tâm mà con đi học được, trong khi đó mỗi ngày con đi ra đường con thấy những người ăn xin đầy ở ngoài đường như vậy đó. Làm sao con yên tâm, con yên lòng mà con đi học? Cho nên á, là thôi cái mỗi ngày như vậy con chỉ lo con cứu giúp những người ăn xin con nhìn thấy thôi. Nghe thì nó có vẻ là cái người con đó, là yêu thương người khác và báo đài đó, có thể là họ sẽ tuyên dương, họ sẽ hoan hô là con của một tỷ phú nổi tiếng, thay vì dùng thời gian để đi học thì lại dùng hết cuộc đời của mình đó, để cứu giúp những người ăn xin nghèo khó. Nghe rất là hay, nhưng mà mình nghĩ kỹ lại nó có vẻ như là thiếu trí, có vẻ như thiếu trí. Bởi vì nếu như mà cái đứa con nó khôn á thì nó tạm để những cái người nghèo nó để nó đi, nó lo nó học, sau khi nó học thành tài đó, nó giúp được cho vô số người, những cái tổ chức của người cha ha, những cái nó có thể quản lý một cách hiệu quả, không có để cho sâu mọt làm cho hư hoại tổ chức, và giúp người nào giúp tới nơi tới chốn, chứ không phải là chỉ quăng cục tiền cho mặt người ta rồi người ta cứ cầm đó đi, người ta ăn nhậu xài xong người ta quay trở lại người ta xin tiền nữa. Đó mới là cái cách thông minh ha? Tức là đi học rồi kế thừa nghiệp của cha. Ở đời cũng vậy, mình dành thời gian, cái đời sống cư sĩ mình dành thời gian ra mình giúp người này mình giúp người kia, nghe có vẻ nó hay.
Nhưng mà sư hỏi quý vị nha. Thứ nhất, mình giúp được một lần, mình có giúp được một đời không? Giả sử như là mình khám bệnh, chữa bệnh đi. Chữa bệnh từ thiện. Mình chữa được họ bây giờ, mình có chữa được họ một đời không? Mình có đảm bảo họ không bao giờ họ bị bệnh nữa hay không? Rồi như giả sử là mình giúp một người đó thoát khỏi cái đói, mình giúp họ thoát khỏi cái đói ngày hôm nay, mình có giúp họ thoát khỏi cái đói một đời không? Đó là cái nhỏ. Lớn hơn, giả như mình là người có tài, mình giúp được họ một đời để họ ấm no, nhưng mà mình có giúp họ sanh thiên được hay không? Tức là sau khi họ chết, mình giúp họ tái sanh về cõi người, cõi trời, và giúp họ tái sanh, chấm dứt sanh tử, đi đến Niết Bàn, chứng đắc đạo quả. Mình có giúp được họ hay không? Cho nên ấy, khi mà người cư sĩ tại gia làm phước, làm thiền thì mình vẫn hoan hỷ, nhưng mà cái sự giúp đỡ của họ là sự giúp đỡ mang tính chất tức thời, mang tính chất là ngọn, chứ nó không mang tính chất là chữa khỏi cái gốc rễ. Bởi vì có những trường hợp mà mình giúp không được, ví dụ như cái người mà họ không có chí tiến thủ, mình cho họ tiền, họ ăn, họ nhậu, họ bài bạc, họ gái gú, xài hết tiền, họ quay qua, họ xin tiền tiếp. Và mình không giải quyết được cái gốc rễ, tức là mình giúp cho họ no đời này, mình không giúp được họ no đời sau. Mình không giúp cho họ no vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp không còn bị đói, mình làm không được. Mình giúp cho họ hết bệnh đời này, tôi nói, thậm chí mình chỉ giúp cho họ hết bệnh vào thời điểm này thôi, chứ còn không được một đời này nữa. Nhưng mà giả sử như mình giỏi đến mức mình giúp cho họ hết bệnh được đời này đi, mình không giúp được họ hết bệnh đời sau, mình không giúp được họ đời đời sanh ra không bao giờ có bệnh, làm không được chuyện đó. Nhưng nếu như mình lo, mình lo tu tập giải thoát cho chính mình, thì khi mà mình chứng đắc đạo quả, mình giúp được người nào là mình giúp luôn tới nơi tới chốn. Giúp một người ấm no là mình giúp cho họ ấm no đời này, đời sau, và vĩnh viễn trong dòng sinh tử luân hồi, cho đến khi họ chấm dứt luân hồi thì thôi. Mình giúp một người hết bệnh, mình giúp được họ hết bệnh đời này, mình giúp được họ hết bệnh đời sau, và giúp được họ hết bệnh cho đến khi nào họ chấm dứt sanh tử thì thôi. Thì những cái người như vậy trước mắt thì có vẻ như hơi vô tâm, bởi vì họ chỉ lo cho mình. Nhưng mà về lâu về dài đó, đó là cách hành xử của người thông minh. Bởi vì họ có cái tầm nhìn xa. Nhưng mà cái vấn đề là đối với những người họ không hiểu chánh pháp, họ không biết chánh pháp, thì mình nói như vậy có chắc họ hiểu hay không, hay là họ chỉ đơn giản là họ muốn cản mình đi xuất gia thôi. Cho nên sư nói hoài mà sư nhắc lại một lần nữa, khi mà ai có ý định xuất gia đó thì không có nên kể cho người này người kia, bởi vì ở thế gian cái người có trí thì ít, cái người thiếu trí thì nhiều,
cái người ủng hộ các thiện pháp thì ít mà cái người ủng hộ các pháp bất thiện thì nhiều. Cho nên á, khi mà quý vị rò rỉ cái lòng muốn xuất gia thì cái người ủng hộ thì ít mà cái người muốn đi địa ngục thì nhiều. Tức là họ cản đi xuất gia. Có đôi khi thì sư thắc mắc một chuyện là những người mà cản đi xuất gia đó, một là họ không ý thức được đây là ác nghiệp đi địa ngục, hay là họ không sợ đi địa ngục mà họ lại đi cản người ta xuất gia thì sư không hiểu.